Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị nha. Hôm nay cũng vẫn tối quá, nhưng mà mình cũng cố gắng mình quay một cái clip về cái dòng xe phổ thông để giới thiệu với các bạn, các anh chị, để các bạn, các anh chị có thêm nhiều cái lựa chọn nha. Và chiếc xe đầu tiên mình muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, đó là một chiếc xe Honda Future Neo. Đây là chiếc xe Honda Future Neo màu xanh, bánh căm thắng đĩa. Và chiếc xe Future Neo bánh căm thắng đĩa này em nó có cái màu xanh đó, xanh xám đen đó. Và cái xe này là cái xe mới sang lại của anh em lái và được rút hồ sơ sẵn luôn nha các bạn đó. Mà Future Neo này thì nó rất là ngon, và với chiếc xe Future Neo này đã rút hồ sơ sẵn rồi thì các bạn, các anh chị không cần phải rút hồ sơ gì nữa, mà chỉ cần xuất hóa đơn thôi là các bạn, các anh chị ra có thể bấm biển số ra tên liền luôn. Và xin thưa với các bạn, các anh chị, chiếc xe Future Neo này thì mình mong muốn bán với giá là 16.500.000. 16.500.000, máy thì rất là êm, xe thì chưa có dọn. Rồi, xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình lại xin giới thiệu tiếp với các bạn, các anh chị một chiếc xe Honda AB. Đây là chiếc xe Honda AB màu đen, đỏ đen. Đây là AB đầu bò, còn gọi là AB 110 FI phun xăng điện tử. Cái chiếc xe này là một trong những chiếc xe chạy nó rất là bền và nó lại ít có hư hỏng vặt. Nhưng mà nó được cái là đi nó rất là thoải mái, bởi vì trong này nó có một cái thùng nó rất là to, thùng yên của nó rất là to. Xe cũng còn khá là sạch, đẹp và mới. Nói chung là mua về là chúng ta việc chạy thôi, không sửa chữa bất cứ một cái gì cả. Và em này thì mang biển số là 59X108293. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 15 triệu. 15 triệu cho chiếc xe Honda AB 110 đời cuối 2012. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Way RSX. Đây là chiếc xe Honda Way RSX màu đỏ đen. Way RSX màu đỏ đen. Chiếc xe này thì rất là bền nha các bạn. Rất là sạch sẽ và rất là bền. Thắng đĩa an toàn luôn. Máy móc mấy chiếc này thì đi coi như là đi đến nơi về đến chốn và không hư hỏng vặt. Và rất là lợi xăng. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 54S77095. Và với chiếc xe Way RSX này thì mình mong muốn bán với giá là 10.300.000. 10.300.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, một chiếc xe Honda Supreme. Đây là chiếc xe Honda Supreme màu nho, còn rất là mới luôn. Mới từ trên xuống dưới luôn nè các bạn. Máy móc thì ok luôn. Xe còn bóng lưỡng, máy móc nghiêm chỉnh, giấy tờ đầy đủ. Em này mang biển số là 51R17883. Xe này mua về là chỉ đi thôi, cũng còn khá là đẹp, không phải làm bất cứ một cái gì cả. Và với chiếc xe Supreme này thì mình mong muốn bán với giá là 19.500.000. Xe nó rất là mới nha các bạn, 19.500.000, bởi vì nó quá mới đi. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và tiếp tục là một chiếc xe mình muốn giới thiệu, đó là một chiếc xe Honda Way A. Đây là chiếc xe Honda Way A màu xám bạc. Chiếc xe Honda Way A này lốp đen nha các bạn, quay lốp đen. Mấy chiếc xe này thì được cái là nó bền theo năm tháng, nhưng mà nó nhìn nó cũng không có quá đẹp, nhìn nó còn lịch sự thôi. Để đi cày là tốt nhất. Với chiếc xe Way A này để dành đi cày thì mình mong muốn bán với giá là 7.500.000. 7.500.000 cho một chiếc xe cày rất là tốt, máy rất là êm. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn một chiếc xe Future Neo. Future Neo bánh mâm thắng đĩa. Chiếc xe Future Neo này còn khá là đẹp. Future Neo. Và
bánh mỏng không đĩa. Còn khá là mới, nói chung là sạch đẹp. Chiếc này ban ngày nhìn lên, rửa ráy lên, đánh bắt lên rất là đẹp nha các bạn. Và em này mang biển số là 54K21592. Và một lần nữa mình xin thưa với các bạn, các anh chị, đây là một chiếc xe Honda Fusionel FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa, máy móc nghiêm chỉnh. Thì mình mong muốn bán với giá là 37 triệu, 37 triệu máy móc cực kỳ ngon nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là một chiếc xe giá rất là mềm, rất là đẹp, rất là dễ thương. Đó là chiếc xe Attila Elizabeth màu đỏ. Attila Elizabeth màu đỏ đời sau. Xe này là FI luôn. Attila này rất là đẹp. Attila Elizabeth FI luôn. Em này mang biển số là 59Y2 32991. Chiếc này rất là đẹp. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 7 triệu, 7 triệu cho chiếc xe Attila FI phun xăng điện tử. Đó, xin cảm ơn các bạn, các chị rất nhiều. Và chiếc xe này mình xin thưa là một chiếc xe Honda Fusionel. Đây là chiếc xe Fusionel thắng đĩa. Và chiếc xe này là mới được anh khách đó ảnh đổi lấy một cái chiếc xe mới nha các bạn, nên ảnh đưa lại chiếc xe Fusionel này. Và chiếc xe Fusionel này được có cái là rất là biển số rất là đẹp. 59E188277, số cặp luôn. Và với chiếc xe Fusionel này thì mình mong muốn bán với giá là 16 triệu 800, 16 triệu 800 nha các bạn. Đó. Và như mình đã thưa rồi, tất cả là xe đều là đầy đủ giấy tờ. Đó, tất cả là xe là giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết. Khi các bạn, các anh chị mua là sẽ được làm ký giấy tờ nghiêm chỉnh đàng hoàng. Và khi các bạn, các anh chị tới, lúc nào mình cũng mời các bạn, các anh chị chạy thử xe, test xe, vừa ý, hài lòng, xong rồi sẽ làm giấy tờ nghiêm chỉnh cho các bạn xong. Rồi sau đó thì nếu mà các bạn, các anh chị ở xa thì mình sẽ bớt cho các bạn, các anh chị thêm một chút xíu tiền xăng xe nữa để các bạn, các anh chị trải nghiệm chạy về luôn ha. Và cuối cùng mình xin chào tạm biệt các bạn. Chúc tất cả các bạn, các anh chị luôn luôn gặt hái được nhiều thành công cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào.